Khách hàng là gia đình Kishimoto ở Kyoto, Nhật Bản. Cả gia đình sống dưới sự sản nghiệp của ông nội. Lầu 2 của nhà kho là cửa hàng kim khí. Rõ ràng là ở Kyoto, nhưng không có chút dấu vết của cố đô. Trong không gian sống, tất cả các thanh thép xi măng bị lộ ra. Mùa đông lạnh giá, anh ấy phải mang giày khi đi đến các phòng khác. Trong nhà không có phòng tắm. Ra ngoài đi tắm rồi về nhà chồng. Người chồng là giáo viên dạy thể dục cấp 3. Người vợ là một bà nội trợ. Mỗi lần mua đồ trở về nhà đều phải mở cửa cuốn thật cồng kềnh, cần phải nhón chân lên để đóng cửa lại. Sau đó, một tay ôm con nhỏ, một tay xách túi đồ, khó khăn đi lên 20 bậc thang sắt vừa tối vừa dốc. Bây giờ người vợ mang bầu đứa thứ hai rất bất tiện. Người chồng hy vọng trước khi đứa con được sinh ra có thể mang đến cho cả gia đình một không gian sống thoải mái. Vì vậy, đã chuẩn bị 15 triệu yên, hơn 3 tỷ để sửa lại nhà. Để đáp lại nội tâm đang gào thét của người chồng, đó là chuyên gia cải tạo Hasegawa Shibuya. Anh ấy có một giác quan nhạy bén về thiết kế hiện đại, thổi một làn gió mới vào phong cách kiến trúc cổ Nhật Bản, được mọi người mệnh danh là cao thủ cải tạo không gian tao nhã. Chuyên gia đến tận nơi để kiểm tra, phát hiện ra phần nhà ở bị lẫn với nhà kho, không gian ở của nhà bị hạn chế, lầu 3 toàn là những sản phẩm kim loại, không gian bị chiếm hết. Chuyên gia cho biết, việc chuyển đổi phải đảm bảo diện tích của nhà kho, đồng thời thay đổi cơ bản việc sử dụng không gian, biến nó thành một doanh nghiệp để bố của anh ấy có thể kinh doanh. Nó cũng cho phép một gia đình sống trong một không gian sống ấm áp và thoải mái. Cải tạo bắt đầu từ việc di chuyển. Người chồng là giáo viên dạy thể dục cấp 3, nên nhờ hai đồng nghiệp đến giúp đỡ. Cái gì to và nặng, tất cả cho đồng nghiệp đáng tin cậy. Mẹ chồng và cháu gái cũng rất mong chờ. Sắp xếp các nhu cầu thiết yếu hàng ngày cùng nhau. Dấu vết của cuộc sống trước đây đã hoàn toàn biến mất. Sau đó là sự gỡ bỏ dữ dội, bỏ đi những bức tường và sàn mỏng bằng bìa cứng, mở ra vách ngăn của căn phòng. Nhà kho lạnh lẽo và thiếu sức sống. Công nhân trong bộ đồ bảo hộ, xịt xốp cách nhiệt lên tường, tạo ra các biện pháp cách nhiệt mà trước đây còn thiếu, còn lắp đặt cả hệ thống sưởi nhiệt bên dưới, sau đó đặt lên sàn gỗ ấm áp, phòng ngủ nơi từng có sàn nhà lạnh lẽo, làm thành một không gian ấm áp, nơi mọi người có thể đi chân trần vào. Thang máy nhà kho nơi ông nội thường chờ hàng hóa, đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Sau khi phá rỡ, tạo thành một cái lỗ lớn thông qua toàn bộ các lầu, xây một cầu thang bộ từ lầu 2 đến lầu 3, ở lầu 2 có một cái cửa sổ ở hướng đông tây, ở lầu 3 tứ phía đều có ánh sáng. Chuyên gia đang chuẩn bị đưa ánh sáng mặt trời trên tầng để chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà. Thiết kế lầu 2 và 3 làm không gian sống. Kho cũng được trải dài trên lầu 2 này, để bố của họ cũng có thể thư giãn hơn. Sau đến chuyên gia đến xưởng gia công kim loại, xử lý các tấm kim loại thành hình gợn sóng và vảy cá. Sau đó lắp ráp và làm nó thành một cái giếng trời ở trên mái. Các tấm kim loại sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời từ các góc của nó, cộng LED loại lưu trữ năng lượng mặt trời. Dù là ngày hay đêm, đều có thể cung cấp ánh sáng cho cầu thang. Tiếp theo là xử lý chiếc cầu thang sắt mà nhà Kishimoto đau đầu nhất, thay đổi hướng để tăng chiều rộng. Hasegawa lấy cảm hứng từ những tảng đá hoa cương, sau khi cắt nhỏ, đem nó trang trí trên bậc thang, màu sắc khác nhau để phân biệt các bậc thang khác nhau. Đây là sự thay đổi mang đầy phong cách của vùng đất cố đô. Cửa cuốn kiên cố trước đây đã được loại bỏ, được thay thế bằng một lối vào bằng gỗ kiểu Kyoto. Bước vào cửa, vùng đất thanh lịch của Kyoto hiện ra trong tầm mắt. Nền đá hoa cương và bức tường tre tương phản với nhau. Giữa cầu thang, tiếng nước mát trong lành và một khoảng sân nhỏ, phong cách vô cùng độc đáo. Không gian lưu trữ dung lượng lớn rất tiện dụng. Người mẹ mỗi lần không cần phải vất vả nữa. Xe đẩy, đồ chơi và vali đều được đặt ở đây. Ánh nắng xua tan đi cái lạnh lẽo của những bậc thang. Cánh cửa mở để lộ ra ánh sáng trong phòng, được trang trí bằng hoa của bốn mùa. Tủ đựng của hồi môn của người bà đã khuất, được thay đổi thành tủ trang trí. Một con búp bê hình người với một cô con gái nhỏ bên cạnh nó. Ban đầu hoàn toàn không có một khoảng trống nào cả. Ở trong phòng ngủ luôn cần phải mang giày, tạm biệt sự lạnh lẽo của bê tông cốt thép, trở thành phòng ăn và phòng khách ấm áp. Các cửa sổ ở phía đông đón nhiều ánh sáng mặt trời, chiếu sáng đến các thanh thép trên trần nhà, ấm áp thắp sáng cho cả gia đình đang sum họp. Đặc biệt có một cái góc có thể nằm nghỉ, bếp từ, máy rửa bát, tủ âm tường công suất lớn. Người vợ có được căn bếp mà cô ấy hằng mong ước. Không gian lưu trữ vô cùng to lớn, tủ đựng kiểu ngăn kéo lớn rất độc đáo, có thể đi thẳng vào bếp khi về đến nhà. Trẻ con có thể vui chơi trong phòng khách rộng rãi. Tủ đựng tivi và tạp chí của hồi môn năm xưa cũng được làm mới tại đây. Vì để tiết kiệm tiền bạc và sức khỏe của gia đình, nhà thiết kế đã đích thân sơn nền nhà. Thang máy chở hàng bị lãng quên cũng bị bỏ đi, chuyển đổi thành cầu thang chuyên dụng trong nhà, dẫn lên phòng ngủ mới của hai vợ chồng ở lầu 3 đầy ánh nắng. Ở trên cao tận nóc tủ có chiếc bàn nhỏ ẩn và ghế đầu có bánh xe. Sau khi lấy nó ra, ngay lập tức trở thành bàn đọc sách của người chồng. Cửa sổ với thiết kế lưới kép so le, thổi vào một làn gió thoải mái. Đối diện là phòng của đứa con thứ hai sau này. Nhà kho ở lầu 3 đầy ắp hàng hóa, trở thành những gì mà gia đình Kishimoto mong đợi.
phòng tắm với phòng thay đồ rộng rãi. Bồn tắm sang trọng được vây quanh bởi hương thơm của gỗ bách. Khi đang tắm có thể chiêm ngưỡng bức tường tre ở bên ngoài. Sử dụng giá treo quần áo kiểu thiên văn, có thể sấy khô trong nhà và ngoài trời, rất linh hoạt. Chuyên gia dựa vào công nghệ cốt lõi và bộ não của mình, đem ngôi nhà ở trong nhà kho trở thành một ngôi nhà ấm áp. Gia đình Kishimoto rất nóng lòng muốn trở về ngôi nhà mới, tưởng là mình đang đến nhà hàng cao cấp nào. Đi lên cầu thang thậm chí còn có chút sợ không dám vào cửa. Phòng bếp mở của người mẹ, phòng của con gái, nơi nghiên cứu của bố, phòng tắm rộng rãi và sang trọng. Mong muốn của cả gia đình lần lượt được thực hiện. Bà nội đã bật khóc sau khi trở về. Mọi người rất biết ơn khi gặp được nhà thiết kế, nói rằng mình không bao giờ có thể tìm thấy một ngôi nhà thứ hai tốt như vậy. Sau này cả gia đình sẽ yêu thương nhau, có thể quay quần với nhau trên bàn ăn, có những nụ cười hạnh phúc. Mong là cả gia đình sẽ luôn vui cười cùng nhau trong ngôi nhà này.